Hello mọi người, chào mừng mọi người quay trở lại với kênh channel Hằng Hà này nha. Vậy là từ ngày 21, 25, 26, 27 là sẽ nhận được điểm Bluephone Shop and Practice the Wing and Metatron là thêm một cái áo và một cái mắt của Dr. Win. Ok, nay hình như là nó mới update sao ấy. Wow, ngày 25 này đăng nhập 25, 26 đăng nhập sao được 200 điểm Bluephone. Ngon ấy, ngon. Anh em nhớ lock in vào mỗi ngày nha. Lock in vào từ ngày 25 đến ngày 28. Ok, ăn mực full rồi còn đây thằng sẽ đánh cốp Rosetti to win. Rosetti to win. Rosetti to win. Oh, Metatron. Ok, đây là code. Hôm nay thì mình xếp lại cho nó dễ biết, tới ngày coi mình có nhận được gì không. Thì lát tí nữa là thằng sẽ đánh sửa xe coi nó nhận được không nha. Ok, let's go. Ok, mình thử đánh coi xem. Rồi, đây rồi. Tại vì Hằng không có chơi killer này cho nên là Hằng chưa có mua, nên là Hằng phải chụp lại luôn. Đây nè, bữa nay nhận được quà của bạn này nè, khổ ghê chưa. Ok, vậy là xong một món rồi nhé. Cảm ơn mọi người đã theo dõi. Mọi người đợi thêm một đợt nữa là Hằng sẽ làm ra video. Anh em tranh thủ mấy ngày này là lấy quà đi nha. Tất cả mọi người theo dõi. Bye bye. Ok, hello mọi người nha. Chào mừng mọi người quay trở lại với kênh channel của Hằng Hana. Bữa nay thì mình đánh được cái code này coi con có nhận được đồ không nha. Ok, let's go. Metatron. Ghê, đặt thằng ơi, biết đâu nhận được đồ. Bữa nay là mọi người sẽ nhận được 200 điểm, 200.000 điểm Bluephone. 200 Bluephone. Nhận được cái áo rồi. Ngon. Đó, bữa nay nhận được cái áo đó nha. Mình nhâm check in coi. Survivor. Không biết của chị nào nữa nè coi. Này của Jerry Manson. Nhá. Đây, áo của em nè. Khổ. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video Let's Charm rồi nhé. Thì Hằng sẽ ngày mai, tối nay hoặc ngày mai Hằng, nếu Hằng rảnh, Hằng sẽ làm cái video Let's Charm này nữa. Cảm ơn mọi người đã theo dõi.
Anh em nào mà xem lại video đó đừng quên nhấn subscribe, like và xem video ủng hộ kênh của Hằng nhé. Thank you. Còn bây giờ Hằng tiếp tục livestream đây. Bye bye.